Sổ clip Hoài Linh quát mắng thẳng tay tát đàn em trong hậu trường, nguồn cơn sự việc ra sao? Hoài Linh chỉ vừa trở lại làng giải trí cách đây không lâu bằng vai diễn trong một vở kịch dài. Khán giả vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai ồn ào của nam danh hài trước đó, nhưng nhìn chung cũng không còn quá khắt khe. Cái tên Hoài Linh vẫn được đánh giá là ăn khách bậc nhất, nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hậu trường có sự xuất hiện của Hoài Linh. Nam danh hài khi này đứng cùng một đàn em trong nghề. Chẳng hiểu nguồn cơn ra sao mà ông thẳng tay tát đối phương còn lớn tiếng quát. Đam mê mà không dám lên sân khấu, bỏ nghề đi mày, về quê làm ruộng. Cú tát đau điếng Hoài Linh dành cho nam diễn viên trẻ khiến người xem không khỏi giật mình. Ai nấy đều thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà danh hài này lại bức xúc tới mức như vậy. Trong lúc mọi người bàn tán không ngừng, fan của Hoài Linh đã nhanh chóng lên tiếng. Họ giải thích đây chỉ là cảnh tập luyện của Hoài Linh và bạn diễn trước giờ lên sân khấu mà thôi. Cả hai sẽ cùng góp mặt trong một MV đón xuân Nhâm Dần. Như vậy, sau vai diễn trong Lạc Giữa Biển Người, Hoài Linh sẽ tiếp tục xuất hiện trong một sản phẩm nghệ thuật khác. Điều này cho thấy quyết tâm trở lại với nghề của nam danh hài không hề nhỏ. Được biết MV lần này Hoài Linh tham gia là MV của Sai Huỳnh sẽ phát sóng vào ngày 21 tháng 1 tới. Không chỉ diễn xuất, ông còn góp giọng trong sản phẩm của đàn em. Sai Huỳnh tiết lộ thêm, MV lần này được tôi lấy cảm hứng từ bản Trách Thân, ca khúc khởi đầu cho sự nghiệp danh hài Hoài Linh tại hải ngoại nhiều năm về trước. Lần này tôi kết hợp với anh Hoài Linh tạo nên Trách Thân 2022 với phong cách trẻ trung và hiện đại hơn. Trước đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải video nam thư ở phía cánh gà kêu gọi khách mời lên tặng hoa cho Hoài Linh. Ngay khi vở kịch có sự tham gia của danh hài Hoài Linh kết thúc, nữ diễn viên đã hò hét kêu gào mọi người lên sân khấu thể hiện sự ủng hộ Hoài Linh. Cô thậm chí còn tháo bỏ khẩu trang và nói to hết cỡ lớn át cả tiếng nhạc. Có thể thấy trong video có lẽ vì quá xúc động. Vì cuối cùng Hoài Linh cũng đã quay trở lại, nam thư đã thể hiện sự quá khích khi bộc lộ tình cảm cho nam danh hài. Được biết Hoài Linh đã tham gia vào vở diễn Lạc Giữa Biển Người, đánh dấu sự quay lại sau nhiều tháng lùm xùm vì ồn ào từ thiện. Đáng nói buổi biểu diễn này không bán vé mà chỉ mời khách mời đặc biệt. Vì vậy mà nhiều khán giả đặt thắc mắc về việc liệu nam danh hài có được ủng hộ kịch liệt nếu như mở bán vé. Đoạn clip quay lại khoảnh khắc của nam thư hiện đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem và hàng ngàn bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của nam thư lố lăng và có phần nịnh bợ, thậm chí tiêu đề video còn đi kèm chú thích tặng hoa cho 14 tỏi mà cũng hô hào mạnh mẽ như kêu gọi từ thiện, càng khiến cư dân mạng mỉa mai về hành động này của nam thư. Nhiều người vẫn không quên được lùm xùm giải ngân chậm tiền từ thiện miền Trung đến tận 6 tháng của Hoài Linh. Không ít bình luận còn châm biếm khi cho rằng khí thế khi nam thư kêu gọi tặng hoa cho Hoài Linh không khác gì tinh thần khi nam danh hài kêu gọi từ thiện. Một vài bình luận thể hiện châm biếm: nam thư hả, thánh nịnh, khán giả tẩy chay hết rồi còn đâu nữa mà diễn ai coi, sao trông giống đa cấp thế, nịnh bợ danh dự đã mất rồi không lái lại được. Trước đó nam thư cũng có không ít màn thể hiện quá lố với Hoài Linh khiến cộng đồng mạng ưu ái đặt cho cô biệt danh thánh nịnh. Thế nhưng thay vì bỏ qua lời nói của cư dân mạng, nam thư có những lời lẽ cà khịa ngược lại. Đầu năm 2021, Hoài Linh gây xôn xao cư dân mạng khi bắt đầu chơi hệ TikTok. Chỉ vài ngày sau, tài khoản TikTok của anh bốn cán mốc 2,6 triệu lượt theo dõi và 9,1 triệu lượt thả tim. Những con số thể hiện sự phủ sóng cực kỳ mạnh mẽ của Hoài Linh. Ngay lập tức nam thư chúc mừng đàn anh thân thiết và bày tỏ sự ủng hộ bằng việc đăng tải hậu trường quay TikTok của đàn anh lên trang cá nhân với tiêu đề người chơi TikTok trẻ sắp có clip mới nha. Việc đăng tải nhiều hình ảnh Hoài Linh và những status nịnh bợ trên trang cá nhân khiến nam thư bị coi là dựa hơi để nổi tiếng và nhận về khá nhiều bình luận khiêu khích. Nam thư đáp trả: chị nịnh dữ lắm em, nịnh ai chứ anh Hoài Linh là phải nịnh chứ em. Em muốn cũng đâu có được đâu, lêu lêu. Tuy nhiên nhìn ở khía cạnh khác, khi nam thư vốn dĩ sở hữu một tính cách thẳng thắn quyết liệt, đồng thời cô luôn đứng ra bảo vệ Hoài Linh, thì khoảnh khắc trên chỉ đơn giản là hành động ủng hộ sự quay lại của tiền bối mà thôi.